Chúng ta sẽ học kể chuyện lớp 4 tuần 22. Con vịt xấu xí. Bài tập 1. Sắp xếp lại thứ tự các tranh bên cho đúng với cốt truyện con vịt xấu xí mà em vừa được nghe kể. Có các bức tranh 1, 2, 3, 4. Bây giờ chúng ta sẽ nghe kể câu chuyện và chúng ta sẽ sắp xếp các bức tranh này theo đúng thứ tự của câu chuyện. Sắp đến mùa đông lạnh giá, vợ chồng Thiên Nga cùng đứa con bé bỏng bay về phương Nam tránh rét. Vì đứa con quá nhỏ và yếu ớt nên chúng phải dừng chân nghỉ ở dọc đường. Ở chỗ nghỉ chân ấy, chúng gặp một cô vịt chuẩn bị cho đàn con xuống ổ. Hai vợ chồng nhờ cô vịt chăm sóc giùm Thiên Nga con và hứa sang năm sẽ quay lại đón con. Cô vịt đồng ý. Thiên Nga con ở lại cùng đàn vịt. Nó buồn lắm vì không có bầu bạn. Vịt mẹ thì bận bịu suốt ngày vì phải kiếm ăn, chăm cả đàn vịt con cùng Thiên Nga bé bỏng. Đàn vịt con ấy luôn tìm cách chành chọe, hắt hỉu, hắt hủi, bắt nạt Thiên Nga. Trong mắt chúng, Thiên Nga con là một con vịt xấu xí, vô tích sự. Chúng nhìn cái cổ dài ngoẵng và thân hình gầy guộc của Thiên Nga tỏ vẻ xem thường. Một năm sau, Thiên Nga được bố và mẹ quay lại đón, gặp lại con. Cả bố và mẹ Thiên Nga vô cùng sung sướng vì con mình đã lớn khôn. Thiên Nga gặp lại bố mẹ cũng vô cùng mừng rỡ. Nó quên luôn những tháng ngày cô đơn, buồn tẻ, quên cả cách cư xử không mấy thân thiện của đàn vịt con. Nó chạy đến cảm ơn vịt mẹ và bịn rịn chia tay các bạn vịt con để lên đường cùng bố mẹ. Thiên Nga đã cùng bố mẹ bay đến những chân trời xa, tươi đẹp. Mãi đến lúc này, vịt con mới hiểu được con vịt xấu xí mà chúng thường ghét bỏ chính là Thiên Nga, loài chim đẹp nhất trong vương quốc họ nhà chim. Chúng rất xấu hổ và ân hận vì đã đối xử không phải với Thiên Nga. Như vậy khi nghe câu chuyện thì chúng ta sẽ thấy thứ tự của các bức tranh đúng sẽ là bức tranh 2 là bức tranh là thứ nhất, đúng không? Rồi đến bức tranh số 1, sau đó đến bức tranh số 3, rồi đến bức tranh số 4. 2, 1, 3, 4. Tiếp theo, đây là đáp án. Bài số 2. Dựa vào các tranh đã sắp xếp lại kể từng đoạn câu chuyện. Mỗi bức tranh, đây số 1 đằng trước là bức tranh số 1. Chúng ta sẽ kể bức tranh số 1. Sắp đến mùa đông, vợ chồng Thiên Nga đưa con tới phương Nam tránh rét. Nhưng vì đứa con quá nhỏ khiến họ phải dừng chân nghỉ lại ven đường. Hai vợ chồng nhờ cô vịt chăm sóc giùm Thiên Nga con và hứa sang năm sẽ quay lại đón con. Tiếp theo, chúng ta sẽ kể bức tranh 2. Cô vịt đồng ý để Thiên Nga con ở lại cùng đàn vịt. Vịt mẹ bận rộn với việc kiếm ăn. Thiên Nga con chỉ có thể chơi cùng với những chú vịt con. Nhưng điều đó khiến chúng thật sự buồn. Bởi hình dáng không giống những chú vịt nên Thiên Nga bị các bạn hắt hủi, bắt nạt. Chúng cho rằng Thiên Nga là một con vịt xấu xí và vô tích sự. Bức tranh thứ 3. Một năm sau, Thiên Nga được bố mẹ quay lại đón. Gia đình đoàn tụ trong niềm hạnh phúc mừng rỡ. Thiên Nga con đã quên hết mọi chuyện buồn tủi trước kia. Nó chạy đến cảm ơn vịt mẹ và bịn rịn chia tay với các bạn vịt con để cùng bố mẹ bay tới những chân trời tươi đẹp. Đây thứ tự thứ 3 là bức tranh 3. Còn cái số 1 lúc nãy là bức tranh 1. Là bức tranh 2. Thứ tự số 2 là bức tranh 1. Đây là bức tranh 3 và tiếp theo là bức tranh 4. Chính là số 4 này. Lúc ấy, đàn vịt con mới hiểu con vịt xấu xí mà chúng thường ghét bỏ chính là Thiên Nga,
loài chim đẹp nhất trong vương quốc họ nhà chim. Chúng đã hối hận về cách cư xử của mình. Khi kể chuyện thì chúng ta sẽ chú ý là không nhất thiết chúng phải kể từng câu từng chữ như thế này. Chúng ta có thể thêm hoặc bớt từ đi. Vì đây là kể chuyện chứ không phải đọc, đọc thì cần phải chính xác từng chữ một. Kể thì chúng ta có thể thêm bớt từ và cái nội dung của nó thì chúng ta không thay đổi là được. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 3 là kể lại toàn bộ câu chuyện. Sắp đến mùa đông lạnh giá, vợ chồng Thiên Nga cùng đứa con bé bỏng bay về phương Nam tránh rét. Vì đứa con quá nhỏ và yếu ớt nên chúng phải dừng chân nghỉ ở dọc đường. Ở chỗ nghỉ chân ấy, chúng gặp một cô vịt chuẩn bị cho đàn con xuống ổ. Hai vợ chồng nhờ cô vịt chăm sóc giùm Thiên Nga con và hứa sang năm sẽ quay lại đón con. Cô vịt đồng ý. Thiên Nga con ở lại cùng đàn vịt. Nó buồn lắm vì không có bầu bạn. Vịt mẹ thì bận bịu suốt ngày vì phải kiếm ăn, chăm cả đàn vịt con cùng Thiên Nga bé bỏng. Đàn vịt con ấy luôn tìm cách chành chọe, hắt hủi, bắt nạt Thiên Nga. Trong mắt chúng, Thiên Nga con là một con vịt xấu xí và vô tích sự. Chúng nhìn cái cổ dài ngoẵng và thân hình gầy guộc của Thiên Nga tỏ vẻ xem thường. Một năm sau, Thiên Nga được bố mẹ quay lại đón. Gặp lại con, cả bố và mẹ Thiên Nga vô cùng sung sướng vì con mình đã lớn khôn. Thiên Nga gặp lại bố mẹ cũng vô cùng mừng rỡ. Nó quên luôn những tháng ngày cô đơn, buồn tẻ. Quên cả cách cư xử không mấy thân thiện của đàn vịt con. Nó chạy đến cảm ơn mẹ vịt. Và biện dịn chia tay các bạn vịt con để lên đường cùng bố mẹ. Thiên Nga cũng đã cùng bố mẹ bay đến những chân trời xa tươi đẹp. Mãi đến lúc này, đàn vịt con mới hiểu được con vịt xấu xí mà chúng thường ghét bỏ chính là Thiên Nga. Loài chim đẹp nhất trong vương quốc họ nhà chim, chúng rất xấu hổ và ân hận vì đã đối xử không phải với Thiên Nga. Bốn là câu chuyện này khuyên em điều gì? Đây chính là ý nghĩa của câu chuyện. Mỗi người đều có cái đẹp riêng của mình. Thay vì bắt nạt, hắt hủi người khác thì nên biết sống, yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh mình.